Kính thưa toàn thể đại chúng, thực sự ấy, chúng ta phải nghe nhiều thì chúng ta mới có những cái suy nghĩ được và chúng ta mới tự tại được. Thực sự trong cái nhân quả, người có tư duy suy nghĩ thì sẽ làm chỗ dựa cho người khác. Nếu nói về kinh doanh thì cái người này dần dần họ sẽ thăng tiến. Cái người biết tư duy nghe pháp nhiều thì hay dồn vào để tư duy mà. Tư duy nhiều thì cái người đó sẽ trở thành người có trí. Có trí thì cái nhân quả khiến cho họ trở nên thành chủ. Mình đi tới đâu người ta sẽ dồn về mình, hỏi mình trong tất cả mọi lĩnh vực, chứ không phải một lĩnh vực đâu. Tức là mình có nghe nhiều, nghe nhiều, hiểu nhiều thì những người xung quanh mình có rất nhiều vấn đề phải lo lắng. Cho nên mình hiểu nhiều, dần dần họ sẽ hỏi mình. Hỏi mình thì mình sẽ có danh tiếng. Danh tiếng thì các bạn làm công sở, người ta cũng yêu quý các bạn. Các bạn làm ở đâu, người ta cũng yêu quý các bạn. Cho nên một cái nhân nghe pháp mà chuyển được rất là nhiều nghiệp. Trong gia đình nhà bạn, bạn trở thành một người biết xử sự trong tất cả mọi việc, thì dù bạn là con thứ hay bạn là con út, người ta vẫn cứ hỏi ý kiến của bạn. Yến là con thứ ba trong gia đình, nhưng tất cả các việc gì thì đều hỏi Yến là chắc chắn rồi. Tất cả mọi việc Yến đều là người lo lắng, bởi vì mình có tư duy, có quán chiếu, có quan sát, việc gì mình cũng làm chủ, mình không bị động. Cho nên tính chất làm chủ là làm chủ, tính chất chủ nhân là chủ nhân. Cho nên anh phải luôn nghe pháp, tư duy, suy nghĩ, anh làm chủ mình thì anh sẽ làm chủ được cái thế gian này. Như Đức Phật làm chủ được sinh già bệnh chết, cho nên Đức Phật làm chủ được cõi giới ta bà này. Đấy, đúng không? Cho nên cái ý thức mà chúng ta nghe nhiều, tư duy nhiều là một cái vốn rất quý cho chúng ta. Nghe pháp có lợi ích gì? Hôm nay Yến đến chủ đề này mà không đến với bài khác nhé. Mình muốn làm chủ, đấy, làm chủ trong mọi hoàn cảnh thì mình nên làm gì? Thì mình phải hiểu được tất cả hoàn cảnh đó thì mình sẽ làm chủ được. Trong đời sống của chúng ta có rất nhiều phương diện mà khiến cho con người phải lo lắng, lo âu. Cái gì cũng bị động vào đến tâm, đến não của mình. Thế thì chúng ta phải nghe nhiều, hiểu nhiều, tư duy nhiều thì chúng ta sẽ biết được hết tất cả mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh thì chúng ta sẽ làm chủ được hoàn cảnh. Cho nên vấn đề đầu tiên là chúng ta phải nghe nhiều. Nghe nhiều thì nghe cái gì? Đấy, nghe cái gì để cho mình có thể làm chủ được mọi hoàn cảnh? Đấy, đầu tiên là nghe cái gì để mình làm chủ được mình đã. Phải nghe nhân quả thì mình làm chủ được mình. Nhân quả chỉ có trong Phật Pháp. Trong tất cả các đạo thì chỉ riêng có đạo Phật nói về nhân quả. Nói về suy nghĩ, lên suy nghĩ thế nào, đâu là thiện, đâu là ác, và nhân quả của suy nghĩ thiện ác thế nào, đạo Phật chi tiết. Lời nói thế nào, nhân quả của lời nói ra sao, cũng chỉ có đạo Phật nói đến. Và việc làm thế nào, nhân quả của việc làm này dẫn chúng ta đến đâu, thì cũng chỉ duy có đạo Phật nói đến. Không có đạo nào khác ngoài đạo Phật nói đến cái vấn đề đó. Mà khi người ta hỏi mình trong tất cả mọi hoàn cảnh thì người ta đều hỏi mình, việc này tôi không biết nên suy nghĩ thế nào. Cho nên mình thường làm chủ mình trong suy nghĩ, mình sẽ là người làm chủ. Người ta sẽ đến hỏi mình khi người ta không biết nghĩ thế nào. Và người ta thường hỏi mình rằng, việc này tôi không biết nói thế nào. Thì mình luôn luôn tìm về nhân quả trong lời nói, cho nên mình sẽ là người trả lời. Và một việc nữa là việc này tôi không biết làm thế nào, thì mình cũng luôn luôn học trong đạo Phật, tư duy về thân làm những việc gì đi đến lợi ích hay là khổ đau. Cho nên mình sẽ là người trả lời được họ. Đến giữa chúng sinh nào, mình cũng là người làm chủ, do mình kiểm soát và tìm hiểu về tham, về sân, về yêu thương, về tha thứ, về từ bi,
về hoan hỷ, về xả chấp, xả ngã. Là có đầy đủ, chúng sinh chỉ có thế thôi. Tham lam này, sân giận này, buồn này, ghét này, thương này, nhớ này, ái nhau này, trong đạo Phật đều nói đến hết. Cho nên chúng ta học trong đạo Phật, chúng ta đều giải quyết được cho mình và đều trả lời được cho người khác hết. Đấy, cho nên muốn mình làm chủ trong mọi hoàn cảnh, dù là buôn bán, dù là công chức, dù là trí thức ở trong mọi lĩnh vực, thì anh cũng không vượt quá những suy nghĩ, không vượt quá lời nói và cũng không vượt quá việc làm. Trên đạo Phật của chúng ta là chuyên sâu nghiên cứu và làm chủ mình trong suy nghĩ, lời nói và việc làm. Biết thế nào là đi đến khổ đau, biết thế nào là đi đến hạnh phúc. Cho nên chúng ta muốn làm chủ được mình và làm chủ được cái hoàn cảnh, tức là cái duyên xung quanh mình ấy. Mình đi đến đâu ai đến với mình cũng là duyên của mình thôi. Cho nên mình làm chủ được tất cả những người xung quanh mình thì nhất thiết phải nghe về Phật Pháp thật nhiều, nghe về nhân quả thật nhiều. Và những gì mình đã được nghe phải nghe đi nghe lại thật nhiều. Cái đó nó thẩm thấu rồi, rồi mình sẽ tư duy được, áp dụng trong hoàn cảnh của mình, rồi mình mới thực hành được. Đó gọi là văn tư tu. Đấy, tức là văn tức là mình nghe, nghe xong rồi mình tư, tức là tư duy, rồi tu tức là mình thực hành thì mình sẽ được lợi ích. Thế thì văn thì phải nhiều lần. Tức là chúng ta muốn giải quyết được, tư duy được thì chúng ta phải đọc đầu bài nhiều lần. Tức là chúng ta phải nghe bài kinh này, nghe sự phân tích thật nhiều. Nghe rồi xong mình bắt đầu với tư, mình tư duy trong hoàn cảnh của mình, cái này mình sẽ áp dụng ra sao. Một bài này không phải nghe một lần, phải 7 lần mới bắt đầu có tác dụng, biết tư duy. Còn nếu như ai nghe pháp chỉ nghe một lần xong bỏ đó, không có tác dụng chuyển hóa. Phải nghe đi nghe lại, dù là một bài trạch đấy, nhưng cũng phải 7 lần. Thì khi mình nghe mình thấm đẫm rồi, mình tư duy rồi, cái của người ta nói trở thành của mình. Tức là biến cái của người ta thành của mình. Giống như kinh Phật mà sau khi mình hiểu thì mình sẽ trở thành của mình. Mình tư duy rồi, mình làm giống như Phật dạy thì kết quả đó thuộc về của mình. Đấy, còn nếu như chúng ta cứ nghe thôi, một lần xong mai lại nghe bài khác, cứ thế chúng ta không biến nó thành của mình được. Gặp hoàn cảnh tới chúng ta không biết cách áp dụng, chúng ta vẫn là người gọi là như vịt nghe sấm. Không hiểu gì, chỉ thấy nó ầm ầm rồi bỏ chạy. Con vịt ấy, khi mà nó có tiếng sấm, nó ngáo ngơ như thế này thôi, nó cũng chỉ biết như thế này thôi. Đấy, ai đã từng thấy con vịt nó nghe sấm, nó cũng chỉ biết ngáo ngơ thế này thôi, chứ nó cũng chả biết cái gì. Thế đến cái đàn vịt ấy, thường thường ấy, như là các cái con khác ấy, thì nó nghe là sắp có trời mưa, nó liền bỏ chạy, nó đi trú mưa. Cái con vịt cũng chả biết gì, sấm đánh đến nơi rồi cũng chả biết đường mà đi, chả biết đường mà chạy, chỉ biết đấy là tiếng sấm thôi. Bởi vì nó không hề biết được rằng sấm sẽ có mưa, cho nên nó mặc kệ. Cho nên người ta mới gọi là như vịt nghe sấm, chả hiểu gì, không biết gì. Thế đây mình cứ nghe một bài rồi thì mình cũng chả biết gì, chả hiểu gì, cứ như vịt nghe sấm đi thôi. Cho nên mình phải nghe nhiều lần, mình hiểu, hiểu rồi mình tư duy, mình áp dụng, mình trở thành chủ nhân của bài kinh này. Đấy, mình có thể nói ra cái bài kinh này cho người khác. Đấy, ví dụ như nói là các bạn phải nhớ đến người thân của mình, các bạn tư duy đi, người thân của mình chết lúc đó bạn làm gì? Yến không nói rằng là tôi nghe Phật nói như vậy, mà tôi nói rằng tôi đã thực hành lời Phật, tôi đã quán sát hết rồi. Con tôi chết thì tôi tính sao, tôi đã dặn cái điều này đối với con tôi rồi. Mẹ chết thì sao, mẹ đi theo đường của mẹ, các con khỏi phải lo. Cái thân này chỉ mang ra bó cho mẹ theo thế gian thôi. Làm sao cho người ta đỡ chê cười các con, không phải chê cười mẹ. Thế thôi, làm đúng thủ tục. Còn mẹ, mẹ đi đâu, mẹ tự gieo nhân lúc mẹ đang sống. Cho nên các con đừng bao giờ phải khởi lên suy nghĩ rằng mẹ đi đâu ấy nhỉ, làm gì cho mẹ mình. Khỏi cần các con suy nghĩ, mẹ tự làm từ khi mẹ còn sống. Các con yên tâm, thế là tự nhiên con mình mới yên tâm. Thôi mẹ chết, báo tin là mẹ chết rồi, thôi mang ra xem là thủ tục thế gian này mai táng ra sao, mang đi, xong
Còn mẹ biết đường mẹ đi rồi, các con thế phải lo nhé. Con mà chết thì mẹ cũng mang bó thân này đi thôi, còn các con tái sinh là do nghiệp của các con đấy. Các con không hiếu thuận thì các con sinh ra đời sau phải một gia đình bố mẹ không yêu thương mình đâu. Các con không chia sẻ tất cả mọi việc đối với mẹ thì các con sinh ra một gia đình là bố mẹ áp đặt các con đừng ghê. Cho nên có cái gì thì tâm sự với mẹ đi. Chẳng may vô thường nó chết đến một cái thì sinh ra tiếp sau là sinh vào cái gia đình bố mẹ hiểu con hiểu bố mẹ thành bạn bè rất vui. Đấy bây giờ nếu như mà bố mẹ áp đặt cho con khổ không? Có gì cứ tâm sự với mẹ ngay từ bây giờ đi. Đấy, có phải là mình dễ mình nói cho con mình tâm sự đi, mẹ không áp đặt đâu, mẹ chỉ phân tích thôi. Thấy đúng các con làm, còn nếu các con làm thấy các con mẹ cũng không cản nhiều nhưng hậu quả tự chịu, đấy là một bài học, không vấn đề gì. Cuộc đời này chỉ là những bài học thôi. Đấy, thì Yến cũng chia sẻ với con mình như thế. Thì vô thường nó đến nó không bám vào mình mà nó luôn luôn bám vào nó. Nó biết rằng nó có ra đi thì nó ra đi là tự nó, không có gì oán trách cha mẹ. Thì đến kiếp sau nó làm sao mà sinh phải gia đình mà bố mẹ không yêu thương nó. Đương nhiên là bố mẹ phải yêu thương nó và bố mẹ phải đồng thuận với tất cả ý kiến của nó. Đấy là cái phước báo mà nếu vô thường đến với nó sẽ được hưởng. Đấy, thì mình phải tạo cho nó những cái điều đó. Tâm sự với mẹ hết, không cái gì phải giấu giếm mẹ hết. Còn khi đã phân tích rồi, mẹ đồng thuận với ý kiến của con, mẹ cũng chỉ ra hậu quả. Nếu các con quyết định thì các con phải đón nhận hậu quả. Thế tự nhiên mình với nó tự tại, nó với mình cũng tự tại. Đấy cho nên là khi mà mình mà quán được vô thường, trong đạo Phật là có vô thường, phải quán được vô thường. Thế là mình làm chủ được cái ý nghĩ vô thường trong đầu mình và mình giúp cho người khác làm chủ được. Thế là từ trong cái ý nghĩ mình cũng làm lợi ích được người thân của mình, lợi ích hết. Thế cho nên là khi mà chúng ta tu trong đạo Phật sẽ giúp chúng ta làm chủ mình và chúng ta khiến cho người khác cũng làm chủ người ta. Và người ta có những gì cần hỏi phải đến hỏi tôi. Còn tôi thì sao? Tôi lại phải đi hỏi những bậc trưởng lão tu trước tôi, giúp đỡ cho tôi. Tôi lại phải đi học để thực hành, để rồi ai có duyên với tôi cũng trả lời được với người đó. Còn tôi cũng trả lời rằng câu hỏi của anh tôi sẽ trả lời được, vì tôi có đi tìm hiểu về tư duy của con người trong mọi hoàn cảnh, lời nói của con người trong mọi hoàn cảnh, việc làm của con người trong mọi hoàn cảnh khiến cho hiện tại bớt khổ đau, vị lai không khổ đau. Những gì tôi chưa trả lời được, tôi sẽ đi hỏi các vị trưởng lão, các vị thầy tổ của tôi tiếp tục trả lời cho các bạn. Còn cái gì tôi đã thực hành, tôi thấy có lợi ích, tôi đã áp dụng rồi, tôi sẽ báo cho các bạn để các bạn thực hành. Đấy, thế thì đến đâu mình mà chả làm chủ được. Về kể cả kinh doanh có thành công hay không, trong kinh Phật cũng dạy, tất cả là trong kinh Phật có dạy hết. Trên người tu học đạo Phật là đi đến làm chủ mình, làm chủ hoàn cảnh, giúp đỡ cho người khác và tiến tới quả vô thượng bồ đề, làm chủ cõi sa bà. Đấy là lợi ích nhé. Đây là cách này. Cách làm chủ mình và làm chủ người khác, làm chủ hoàn cảnh. Tức là chúng ta sẽ là chủ nhân trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ như ở cái chỗ này là một cái đơn vị này làm ăn, tuy rằng mình không có khả năng làm ăn nhưng mình có khả năng làm hòa hợp đại chúng, cho nên ông chủ này vẫn phải trưng dụng mình. Đấy, mình bảo cho đại chúng được sống hòa thuận với nhau, yêu thương nhau. Thế thì đến đây mình không có khả năng về đối tác kinh tế, không có khả năng hiện tại vì kiếp trước mình chưa tích phúc, chưa có trí. Cho nên có thể cái khả năng mà làm việc trong cái công ty này mình chỉ đứng hàng thứ 10 nhưng mình lại quan trọng hàng thứ nhất. Là bởi vì có hòa đồng với nhau thì mới làm nên được sự nghiệp. Cho nên mình sẽ đóng vai trò làm hòa đồng mọi người, khuyên bảo mọi người, khiến cho mọi người hòa hợp, yêu thương, tha thứ nhau. Thì rồi mình vẫn là gì? Là nhất trong một lĩnh vực. Nhất trong một lĩnh vực thì ông chủ này vẫn phải cần mình. Mình có tu hành cho nên mình có trung thành, mà ở đâu mà chẳng cần người trung thành. Vì mình có hòa hợp đại chúng, vì mình có trung thành cho nên không muộn đâu. Chỉ không sớm quá, mà sớm vừa vừa mình sẽ trở thành cánh tay phải của cái người lãnh đạo này. Thế có phải là mình biến mình thành chủ nhân không? Không có tài mà lại thành chủ nhân đấy. Tại vì mình trung thành thì người ta phải tin tưởng mình. Cho nên là chỉ cần người trung thành còn tài giỏi thì mình có thể phát triển được. Trên học Phật Pháp, mình đi đến đâu mình cũng có lợi ích.
Mình sẽ là chỗ dựa của rất nhiều người, và mình sẽ làm chủ được trong tất cả mọi hoàn cảnh, không bị ai coi thường, khinh ghét mình, không sợ mất chỗ làm việc. Đấy, không bao giờ bị đuổi mất khỏi cái chỗ làm việc. Bởi vì mình có trung thành với ông chủ sao đuổi? Mình có hòa hợp với mọi người, bảo mọi người không chia rẽ nhau sao mình bị đuổi? Đấy, cho nên là mình đến đâu mình cũng trở thành ông chủ nhỏ, bà chủ nhỏ. Tại vì là bà chủ có tin tưởng mình sẽ giao cho mình trở thành bà chủ nhỏ. Ông chủ có tin mình thì giao cho mình trở thành ông chủ nhỏ. Cho nên đến đâu mình cũng trở thành ông chủ nhỏ, bà chủ nhỏ. Mình có đi bán hàng thuê cho người ta cũng giao tất cả mọi việc cho mình. Mình cũng trở thành ông chủ, bà chủ. Cho nên muốn trở thành ông chủ, bà chủ, muốn trở thành chủ nhân trong mọi hoàn cảnh thì mình phải làm gì? Nhớ là phải tìm hiểu lý nhân quả trong Phật Pháp, nghe nhiều, tư duy nhiều, thực hành nhiều, sẽ chuyển cái số phận của mình từ người mà không phải làm chủ, một người chỉ chuyên muốn làm người làm thuê quốc mướn, trở thành vị thế của chủ nhân. Đấy, làm chủ mình. Thế đấy, chúng thấy có logic không? Đấy.